Vậy thì cái cách mà chúng ta giao tiếp và bán hàng cho nhóm S là như thế nào? Về cách giao tiếp ý, thì chúng ta nhớ là cái chúng ta sẽ nói về cá nhân của họ, về con người của họ, về gia đình của họ, về cuộc sống của họ, về sự quan tâm, chăm sóc đến họ, về sức khỏe của họ. Đúng không ạ? Đấy, và hãy luôn luôn thể hiện cái sự chân thành, nói chuyện với họ bằng cái tình cảm, bằng sự chân thành với họ. Và ở đây để bán hàng cho người nhóm S thì bắt buộc chúng ta phải là bạn với họ đã. Chúng ta phải là bạn với họ thì chúng ta mới có thể bàn được với họ. Còn khi mà chúng ta vẫn họ còn có sự đề phòng của chúng ta thì họ sẽ rất là sợ. Và hãy luôn luôn cho họ cái cảm giác của được an toàn. Và hãy luôn luôn giữ những cái kỷ niệm về họ. Ví dụ như chúng ta có những cái sự kiện mà có mặt họ sau 1 hoặc 2 năm, chúng ta hãy gửi lại cho họ thì họ sẽ vô cùng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì họ cảm thấy được trân trọng. Và đặc biệt là tránh cái việc khi chúng ta giao tiếp với họ, tránh việc thúc ép hay áp đặt cho họ. Và hãy tiếp cận họ một cách nhẹ nhàng. Và đừng bao giờ đứng đối diện, mà hãy đứng họ ở bên cạnh của họ, nói chuyện bằng cách đứng bên cạnh của họ, ngồi bên cạnh của họ, chứ đừng đọn chọn vị trí ngồi đối diện với họ, bởi vì họ cảm giác là bị dò xét, phát là họ sẽ bị co cụm lại, họ sẽ thiếu sự cởi mở đối với chúng ta. Luôn luôn chân thành, quan tâm và chăm sóc họ. Đấy. Và giao tiếp một cách nhẹ nhàng, từ tốn, theo cách mà họ nói chuyện thì chúng ta sẽ có được họ, đúng không? Và khi mà chúng ta muốn bán hàng cho những người này thì cũng như vậy, chúng ta hãy bán hàng bằng câu chuyện và hãy chạm vào cái tử huyệt tình yêu, tử huyệt bản thân. Và đặc biệt đó, là hãy bán lợi ích về con người, về gia đình, về người thân của họ. Ví dụ như chúng ta muốn bán hàng cho những người nhóm S thì chúng ta hãy nói về lợi ích khi mà những người thân của họ có được sức khỏe, bố mẹ họ có được sức khỏe, con cái của họ có được sức khỏe, chồng của họ, vợ của họ có được sức khỏe, thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và họ sẽ mua hàng vì những người thân của họ. Đấy là tử huyệt tình yêu thương của nhóm S. Và hãy bán cho họ cái tầm nhìn, bán cho họ về cái sự cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho gia đình. Và hãy bán việc bằng cách thủ thỉ tâm tình, làm bạn cùng với họ, gần gũi với họ. Và hãy nhẹ nhàng chốt sale, chứ không push quá mạnh. Khi mà chúng ta càng dồn ép những người này, khi chúng ta càng áp sát họ thì họ lại càng sợ, họ càng chạy mất và họ sẽ biến mất luôn, họ sẽ trốn luôn khỏi chúng ta. Hãy luôn luôn để cho họ có cảm giác an toàn khi mua hàng của chúng ta và để cho họ tự nguyện mua hàng. Bởi vì giá trị của việc mà cái sản phẩm này mang đến cho gia đình, cho họ, cho con cái của họ, cho người thân của họ thì họ sẽ mua hàng của chúng ta.